Hi, chào mừng các em cùng học tiếng Anh với thầy Duy Nguyễn. Và trong chuyên mục sửa các bài reading ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài đọc trong đề minh họa năm 2022. Mình xem nào. As the internet has become more and more popular, we may be reading a great deal more than we used to. Okay? Vậy là mình thấy trong những câu đầu tiên mình thấy có chữ đi internet và có chữ reading. Vậy mình biết là mình đọc một bài đọc nói về reading và có liên quan tới internet. Đấy ha. Vậy chúng ta bắt đầu vào bài đọc như thế nào? As the internet has become more and more popular, we may be reading a great deal more than we used to. However, the way we are reading materials on the internet or online reading is very different from the way we traditionally read printed materials. Thì trong cái đoạn đầu tiên các em thấy nè, đây có từ however là diễn tả sự tương phản, đó là internet càng ngày càng phổ biến thì chúng ta càng đọc nhiều hơn. Tuy nhiên, cái việc chúng ta đọc tài liệu trên internet hay là tài liệu online, đọc tài liệu online reading thì nó rất khác so với cách mà chúng ta đọc truyền thống, đọc những cái tài liệu mà được in sách giấy. Thì chắc chắn với các em luôn, bài đọc này sẽ nói về sự khác nhau giữa cái việc đọc tài liệu online và cái việc mà chúng ta đọc một cái quyển sách được in. Nhìn nha. In the traditional way of reading, okay? Vậy cái traditional way of reading ở chỗ này chính là printed material, là đọc sách giấy nè. Còn này in online reading là trong việc đọc online. Chúng ta thấy từ in contrast thì nó bằng nghĩa với từ however, có nghĩa là tuy nhiên, là đối ngược lại, đúng không? Vậy mình coi coi nó ngược nhau như thế nào. Theo như cái cách đọc báo giấy, we would start at the beginning of the book and read through to the end. Chúng ta sẽ bắt, theo như cái cách đọc truyền thống, thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc vào lúc đầu của cuốn sách và chúng ta sẽ đọc cho tới hết luôn. Tuy nhiên, trong cái online reading, trong cái việc đọc online, we start reading a page, chúng ta bắt đầu đọc một trang, but we may never finish it, chúng ta không kết thúc cái trang đó, because the link on that page leads us to a passage on a different page. Chúng ta không thể nào đọc hết được cái trang đó, bởi vì có một cái link ở trong cái page đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái đoạn văn ở một cái page khác. So, and so on, và cứ tương tự tiếp tục như vậy. As we go from one page to another, và vì chúng ta cứ nhảy từ page này sang page khác, theo mấy cái link như vậy á, we have to remember lots of different ideas at the same time. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ rất là nhiều thứ cùng một lúc. This new way of reading, cái kiểu đọc mới này, is quite different from the traditional one, thì rất khác với cái kiểu đọc truyền thống. Thì khi các em dịch bài, các em nói là this new way of reading, cái kiểu đọc mới này, thì các em phải biết cái kiểu đọc mới này là cái kiểu đọc mới nào. Cái kiểu đọc mới này đó chính là kiểu online reading. Để ha. Vậy thông qua đoạn 1 và đoạn 2, thì mình biết là người ta giới thiệu về hai kiểu đọc, là kiểu đọc online và kiểu đọc truyền thống. Kiểu đọc truyền thống thì mình sẽ đọc cuốn sách từ đầu cho tới cuối, nhưng khi đọc online mình không thể nào mình kết thúc một trang được. Vì trong mỗi trang nó đều có những cái link và mình bấm vào cái link thì nó lại nhảy ra một cuốn sách khác, nhảy qua những cuốn khác. Cho nên cuốn nào chúng ta cũng đọc dang dở cả. There are both advantages and disadvantages of online reading. Vì cái kiểu đọc online reading như vậy á, vừa có những thuận lợi mà vừa có những bất lợi. Thì chắc chắn đoạn này sẽ nói về thuận lợi và cả bất lợi của online reading. In online reading, trong việc đọc online, the brain gets better than ever at doing many tasks at the same time or multitasking. And thanks to this, we can work quickly and think creatively. Khi mà chúng ta đọc online thì cái não scan mình làm nhiều việc cùng một lúc. Và nhờ vào cái việc đó là cái việc mà multitasking á, và nhờ vào việc đó thì chúng ta có thể làm việc một cách nhanh chóng và chúng ta có thể suy nghĩ một cách sáng tạo hơn. Multitasking is useful in certain working environments. Cái việc multitasking, cái việc mà làm nhiều thứ cùng một lúc thì rất có ích trong những cái môi trường làm việc nhất định. Nhưng mà cái kiểu multitasking đó also makes it more difficult for us to read at a deep level. Thì nó cũng khiến cho chúng ta khó khăn trong cái việc đọc ở một cái tầng sâu hơn. Chỉ có nghĩa là chúng ta chỉ đọc nhiều, chứ chúng ta không có sâu.
chúng ta đọc, chúng ta dịch được nhưng mà chúng ta chẳng có hiểu. Chúng ta hiểu thì mới gọi là đọc sâu được. Giống như cái việc mà critical thinking là giúp các em đọc ở tầng sâu hơn đó. Vì multitasking thì nó giúp chúng ta đọc nhiều nhưng mà chúng ta không có hiểu sâu được. Do đó, từ chỉ kết quả nào? Do đó, we are much less likely to analyze what we read in a critical way. Do đó, chúng ta hầu như không có phân tích được những gì mà chúng ta đọc theo một cái cách tư duy. Again, any clear insight into the content we are reading. Hoặc là chúng ta không có đạt được cái sự hiểu biết thực sự về cái nội dung mà chúng ta đọc. Vì cái chữ insight này chính là chữ understanding, là hiểu biết ha. This, cái điều này, thì điều này là điều gì? Là cái điều mà chúng ta đọc rộng nhưng không có sâu. Chúng ta không phân tích được theo cái hướng tư duy và chúng ta cũng không hiểu được cái nền sâu xa của cái nội dung mà chúng ta đọc. Cái kiểu đọc đó đó thì nó sẽ dẫn tới một cái tương lai nơi mà the whole new generation, một thế hệ mới, lacks ability to think critically and deeply, mất đi cái khả năng tư duy phản biện và tư duy sâu about what they are reading, về những nội dung mà các em đã đọc. The world is changing and our brains are probably changing to meet new demands in the modern world, just as they have always done throughout history. Thế giới này thay đổi không ngừng và não bộ của chúng ta xuất hiện một cái thông tin mới là não bộ. Não bộ chúng ta cũng phải thay đổi theo để đáp ứng được cái nhu cầu của cuộc sống hiện đại, giống như là cái cách mà não bộ đã làm trong suốt quá trình lịch sử. Tuy nhiên, diễn ra sự tương phản nào. It's important for us to consider how to maintain our critical, deeper reading skill. Chúng ta phải duy trì cái kỹ năng đọc, phân tích tư duy, đọc sâu, while still dealing with online reading materials, trong khi đọc các tài liệu online. Như vậy, bài này người ta bàn về hai kiểu đọc. Đọc online và đọc sách giấy. Đọc online càng lúc càng phổ biến theo xu hướng của thời đại. Đọc online vừa có điểm thuận lợi, vừa có điểm bất lợi. Thuận lợi thì giúp cho chúng ta multitasking và chúng ta, não của chúng ta nó sẽ kích hoạt được nhiều thứ hơn. Nhưng bất lợi là chúng ta đọc nhiều, nhưng chúng ta đọc không sâu. Chúng ta không có critical reading, không có critical thinking. Chúng ta không có đọc tư duy nó được. Và người ta nói là thế giới này thay đổi không ngừng, thì chắc chắn não bộ chúng ta cũng sẽ thay đổi theo thôi. Vì chúng ta phải tìm cái cách làm sao để chúng ta thích nghi với việc đọc online reading. Nhưng mà chúng ta phải đọc ở một cái tầng sâu hơn. Thì đó là nội dung của cái bài này như vậy ha. Chúng ta sẽ cùng nhau chọn các câu trắc nghiệm xin nhờ các em. Thì mình sẽ nhìn vào cái bài này. Câu 44, cái nào sau đây là tựa đề của bài văn trên? Câu A, more reading, less analysis. Chúng ta đọc nhiều hơn nhưng mà chúng ta ít phân tích hơn. Câu này có thể nào? More reading có nghĩa là online reading chúng ta đọc rất là nhiều. Less analysis là ít phân tích, có nghĩa là chúng ta không có đọc sâu. Cho nên câu A có thể là câu đúng. Câu B, is technology changing writing? Liệu công nghệ có thay đổi chữ viết không? Thì chi tiết này không có liên quan tới. Câu C, less reading more problem, đọc ít có vấn đề hả? Sai ha. Online reading có nghĩa là đọc rất nhiều, cho nên sai sai. Câu D, is reading changing technology? Cái việc reading có làm thay đổi công nghệ hay không? Thì sai nha, công nghệ làm thay đổi reading thì mới sản sinh ra cái loại hình là online reading. Cho nên cuối cùng loại hết thì chúng ta sẽ chọn được câu này. Đó chính là câu A. Câu 44 chúng ta chọn câu A. Câu 45. According to paragraph 2, as we read a page online, we. Theo giai đoạn số 2, khi chúng ta đọc một trang online thì chúng ta sẽ như thế nào? Câu A, may not finish reading the whole page. Chúng ta sẽ không đọc xong cái trang đó. Chi tiết này đúng nè. Bởi vì trên bài nói là trong một trang thì nó sẽ có cái đường link để dẫn tới những trang khác. Cho nên câu này đúng. Câu B, only read from the beginning to the end. Đọc từ đầu cho tới cuối này chỉ có đọc sách giấy thôi. Câu C, never read the first part of the page. Không có đọc phần đầu tiên của trang giấy. Không đúng. Can't read the last part before anything else. Đọc cái phần cuối trước rồi sau đó mới đọc phần đầu. Chỉ thế này sai ha.
Câu 46, làm nhiều task, có nghĩa là làm nhiều việc. Interview là phỏng vấn, exam là kỳ thi. Jobs là công việc và talks là nói chuyện. Cho nên chúng ta phải chọn là từ jobs. Câu 47, cái từ eat trong đoạn thứ 3 thay thế cho cái gì? Thì mình thấy ngay chỗ này, chữ eat trong đoạn thứ 3. But it also make, ok. Thì mình thấy từ eat ngay chỗ này nè. It also make, thì eat ngay chỗ này chính là multitasking. Multitasking thì rất có ích, nhưng nó làm cho chúng ta rất khó để có thể đọc ở một tầng sâu hơn. Vì từ eat này thay thế cho từ multitasking. Cái từ insight có nghĩa là mình hiểu sâu vào cái vấn đề. À, cho nên mình có từ insight, nó sẽ bằng nghĩa với từ understanding là hiểu. Status là địa vị xã hội. Respect là sự tôn trọng. Và mình có attitude là thái độ. Hay câu cuối cùng. Câu 49, cái nào sau đây thì không đúng. Câu E. Query online material in the same way as printed material. Câu này sai chắc luôn. Tại vì đọc sách giấy là đọc từ trên, đọc xuống. Đúng không? Đọc từ đầu tới cuối. Còn đọc online là học đọc trang này nhảy qua trang khác. Rồi nhảy qua cuốn sách khác. Câu B. Possibly our brands are changing to meet new demands in the modern world. Chắc là có thể là não bộ chúng ta sẽ thay đổi để thích nghi với những cái nhu cầu, những cái yêu cầu mới của đời sống hiện đại. Thì chi tiết này đúng nè. Tại vì trên đoạn cuối nó nói là não bộ chúng ta tiến hóa không ngừng trong suốt quá trình lịch sử. Câu C. Multitasking enable us to work quickly and think creatively. Multitasking thì cho chúng ta làm việc nhanh hơn, suy nghĩ hiệu quả hơn. Thì chi tiết này trong đoạn 3 có. Câu D. Theo cái cách đọc truyền thống thì chúng ta sẽ đọc từ đầu cho tới cuối, đúng ha. Câu 50. Cái nào sau đây có thể suy luận được từ bài văn trên? Câu A. Mình thấy là não bộ của chúng ta không đóng vai trò quan trọng. Câu này sai rồi, sai ngay cho chữ not. Câu B. The traditional way of reading, cái cách đọc truyền thống, cho phép người ta đọc ở một tầng sâu hơn. Đúng rồi, người ta là online reading, đọc thì nhiều nhưng không đọc sâu. Vậy cách đọc truyền thống là đọc sách giấy, người ta sẽ cho mình đọc sâu hơn. Cách đó sẽ cho mình đọc sâu hơn. Câu C. Chúng ta đã từng đọc rất nhiều trong quá khứ hơn bây giờ. Bây giờ đọc nhiều hơn, nhưng mà hồi lúc trước thì đọc kỹ hơn, bây giờ đọc không có kỹ. Câu D. Online reading maintains critical and deeper reading skill. Online reading thì duy trì cái khả năng đọc tư duy và đọc sâu. Thì sai ha. Người ta mới lo sợ là tạo ra một cái thế hệ mới nó không có đọc sâu được đó. À, các em không có đọc sâu được. Thì đó chính là nội dung của bài này. Thì ha. Cho nên là trong cuộc sống hàng ngày thì các em đọc tài liệu online rất nhiều. Thì các em cố gắng là đừng có bị distracted, đừng bị phân tâm. Và cố gắng hoàn thành một cái phần nào đó mình đọc trong cái cuốn sách online như vậy. À, như vậy ha, chúng ta đã cùng nhau sửa xong một cái bài bàn về hai cái chữ đọc là đọc truyền thống và đọc online như vậy. Các em hãy để lại một cái bình luận trong phần comment để hay biết là các em có cùng xem video này với thầy nha. Như vậy nha, chúc các em học tiếng Anh vui vẻ, thoải mái, thư giãn, nhưng mà cũng cùng tiến bộ với thầy Duy Nguyễn. Các em nha.